Xin giới thiệu đến quý vị chương trình giáo dục từ gia đình đến gia đình, Family to Family, dành cho những người chăm sóc các bệnh nhân tâm thần do cơ quan UPAC và NAMI tổ chức. Chương trình hướng dẫn học các loại bệnh tâm thần và cách điều trị để nói chuyện với bác sĩ, làm thế nào để tăng thêm phần hiểu biết và giúp đỡ người bệnh, cách giải quyết vấn đề khó khăn, lắng nghe và giao thiệp với bệnh nhân. Lớp học vào mỗi thứ bảy hàng tuần từ 10 giờ sáng đến 12 giờ rưỡi trưa. Mọi chi tiết xin liên lạc 858 397 89 31.